Tôi xin chào cả nhà nha. Cái vui cả nhà đến video theo của mình. Hôm nay mời cả nhà cùng xem xích pizza đánh đôi nha cả nhà. Giữa chú Ngọc với anh Trưng một bộ cả nhà. Chú Tài với cô Trúc một bộ. Hai chú Ngọc. Hai điểm đầu tiên cho chú Ngọc với anh Trưng cả nhà. Xích pizza này chú Ngọc với anh Trưng 100 điểm cả nhà. Chú Tài với cô Trúc 80 điểm. Ổng gậy cả nhà hỏi chú Tài đâu rồi, cả nhà mới chú Tài mới đi làm Sài Gòn về cả nhà. Chú Tài đi chảnh ra luyện khóa nào không chú Tài? Xếp bây giờ này chú Ngọc với anh Trưng chấp chú Tài của chú 20 điểm rồi cả nhà. 80-100. Đội nào thắng tiếp tục giải thưởng 5 kg gạo với thùng mì cả nhà. Lúc đó mình đi tặng cho những hoàn cảnh nghèo, những hoàn cảnh khó khăn cả nhà. Lúc đó mình ra 6 hoặc 7 giờ chiều hàng ngày cả nhà. Do ngày hôm trước video mình bị trục trặc lý do kỹ thuật cả nhà, mình không có lên clip được. Cả nhà cũng thông cảm bỏ qua cho mình. Mệt rồi, mệt cái này này. Dài công rồi đó. Có chúng. Mười chứ chín mười gì rồi. Cả nhà cũng biết rồi, ăn không được đâu, ăn ở ngoài được đâu, lên cả nhà bình luận cũng biết rồi. Nay mình sẽ làm trọng tài cho hai đội cả nhà. Cả nhà thấy clip mình hay nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh cả nhà, bạn nhận được những thông báo thông báo sớm nhất của kênh mình, một lượt like, một lượt chia sẻ là có động lực ra nhiều video hay hơn nữa cho cả nhà xem. Giờ mời cả nhà cùng xem xếp video đánh đôi với mình luôn cả nhà. Mấy chú? 11 điểm đầu tiên cho cô Trúc với chú Tài cái nhà. Mình nếu mà mình ra, mình ra xong rồi á là nào mình không ăn là mình cứ chạy đạn. Anh có nước rồi. Nhà uống gì kêu muốn lặn không vậy? Khó khiêu tú lắm nè. Mời trà đường lên ngay. Mời cả nhà uống trà đường coi.
Trời hôm nay hơi xấu trời cả nhà, trời chứ mưa màn hình hơi tối. Dạ, em mời cả nhà uống trà đường với em cả nhà ơi. Chúc cả nhà ngày mới sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài cả nhà ơi. Dạ. Dạ dạ. Cho bác năm ly trà đường ngon. Dạ. Ông à kêu thì ta làm chứ sao? Bác năm. Kêu thì ta làm chứ không có hồi à. Ở đây anh không kêu thôi, kêu là có đó. Bài công ty theo hô cái đó mày trời ơi sọt rơi mấy anh quá mướt anh ơi 4-6 chết gì không lẽ trái nào cũng quýnh trúng gì mà chết mỏ chân. Trái nào trời ơi hay quá điều ơi 1 2 Yeah boy yeah 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 2 rồi bọn tôi kéo cái băng nó rồi ra đó. Bây giờ bắt tắt đại chú Ngọc. Tắt. 3 muốn tắt thì cứ từ từ tắt. Chín nữa rồi em không? Chín nữa rồi em không? Ba nó là chẳng 20 phải không? Cờ đèn có được không chứ? Cái cờ đèn không có được, lấy cây cờ đi trong cái túi đó. Ba nữa bồn. Đẹp có bồn ạ. Đẹp gì có trúng đâu đẹp chạy. À nó thiếu chạy. Đủ chạy nó cũng mà không vô. Tôi đem cái ly nước tôi qua đây mới được. Hay quá bồ ơi. Đếm chú Tài. Một nữa mầm lên. Giờ trời nắng lên cái nhà, màn hình rất là ok luôn cái nhà. Nãy trời chuyển mưa. Do trời chuyển mưa cái nhà. Hơi tối cái nhà, không cảm bỏ qua cho mình. Trời quay mày. Trời ơi đá lại bộ. Ừ. Da gì nữa da không dư. Một. Mình chân. Chân. Mình đi đều đều đi là ta. Có để mình đọc lên nha em nghe. Lắm. Này bánh gòm dữ vậy. Thôi 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 thôi. Này. À. 2 không? 3. 3. 2 dữ gì đều. Này xe dám bên đây bộ. Dạ chạy hình hình không ta? Cái này kéo chắc thiếu quá. Cái chuyện dư thiếu vậy chuyện gốc của tôi. Quá chị đàn đúng như bà chúa chị đàn chị đâu có nổi là 18 trời ơi đã trong một khi mà tôi mà vô săn cỏ rồi là tôi đá banh là hay lắm kéo dạng gì nghe dậu giờ là chúng nó bầu bánh hai băng dậu ba băng thịnh đó kéo sát dậu là chúng đó cắn dậu là chúng cắn dậu là chúng đó.
quá dư. Đó bồ ơi. Đá hoa. Đá hoa đó, mày thấy đá hoa chưa? Bánh cắn dậu dữ á. Không phải cấp 3, bánh dậu thành luôn. Đừng cấp 3 ngang. Để đạn hay cái này mình không lấy điểm được là mình đuối lắm đó nha bà. Kéo thiếu là đi luôn, kéo dư là để đạn. Kỹ lắm, đạn kỹ. Cái này mới đã nè. Hai. Thở ra chút bộ. Bật miếng nữa rồi bộ. Như bạn lấy trăm ngàn không? Trăm ngàn gì? Trăm ngàn gì? Cái gì? 145 á, cái trăm gì? Mấy rồi bộ? Bánh sao hay dữ lại. Lê tới lại vọng ra dính rồi. Này đề bồ để này bồ đi 11 cái đó là tao hết hàng đó. Ủa nó bồ. Lôi biết rồi. Năm nữa kéo bồ. 23. Dưới á. 5 với 18 23, ba mới có 6 con à. Nhầm thấy ra bồ người ta quýnh gom hay chơi bồ. Thủy bì chứ. Quýnh cho đó rồi anh đi 11 không đó. Này. Đừng có liên can với ai hết trơn á. Ừ chạy qua vậy đó. Mày không ngay. Bốn. Không lấy không ngay. Thấy để vậy rồi thấy không có cửa rồi. Mỏng nổi rồi nó quấn hai dài dư mỏng luôn. Cu lê sợ nó tản bi. Một. Áo lại. Ừ. Trời ơi, tao cắt băng mà chạy đạn mà đá vào chuối chạy đạn mà chịu đánh được kia là ai mà chịu đánh. Ai nghĩ này, chuyện ta nhẹ nhàng nó quýnh. Ờ quýnh cái nặng nhẹ nhàng dữ ta. Hay. Ba. Ba. Chứ không giờ em ăn đâu hoài, ăn đâu 5 bạn. 4. Tội. Bốn. Chỉ có hai anh em mình bồ thôi. Không. Theo ban đầu đó. Bốn. Được. Cái chân mỏng
6 chuyện sơn mỏng hả? Sơn mỏng hả Ngọc? 6 đây đừng đá bồ. 6 7 hang bầu quánh quá quánh. Trời ơi lão. Ô trời. Thấy đó. 30. Đổ lại đó. Mấy 30 rồi đó. Gác 40 điểm rồi đó. Gác mới có mấy chục điểm chứ nhiêu. Dư nữa rồi. Đúng rồi. Dư rồi mẹ ơi. Dư mà dư trúng á. Trời ơi đâu. Ôi trời ơi, rồi nữa anh hai ơi. Nữa rồi kìa anh hai. Rồi. Cấm gì cho thế đá đồ chơi. Ôi thế này thế nào thế đá. Trời ơi, bánh bằng dầm thì đá. Hai bằng dầu đó đá bồ. Hai dầu bển nó bóng lai qua luôn á. Đâu nữa. Này thôi à. Bánh bằng này khéo lắm mấy không đá nghe. Cái gì có cửa nào mà đá, cái nào không đá. Năm đồ đá, cái nào cũng đá chứ là bộ. Chơi bia đá là đá, hầu chơi với bia đá chỉ móc. Hơn nhiều gà nó đá gì. Bộ nói chơi với bánh người khác. Nó chơi với kêu gì, cho chị kia cái thằng dậu này đó. Chơi gì mà chơi, bộ hù chơi là vụ gì trời. Chị mà chị kêu bánh nó hay bánh dậu bên đây mới ghê đó chứ. Ừ, bánh hay dậu nó trúng nó mới gom mới ghê đó chứ. Đúng rồi. Đúng rồi, không có nào chặt đâu. Thứ gì chịu nổi cơ này là hey, nên tại cũng hay giữ như này hay à. Một năm cơ mình quýnh ủi thôi, mình mạnh đi năm nữa rồi ăn lên. Hai đi đi co đám mà chị cơ này thả bớt rồi mới đi đám chung với ông anh kia kìa. Bà. Em không biết nữa. Thấy có bia. Lúc gà ở nhà hay gì không? À. Còn là bà tám rồi. Bà mỏng máy hả? Mỏng máy lắm rồi. Bà con này quá dốc cục nổi gì đời. Cô quýnh nó được chứ bộ cơ. Đó cơ quýnh với bộ cơ đứng hay gì? Không bầu cơ mình hơi dở. Ừ. Mình nó quýnh vậy mới được. Mình phải gán được. 5 ra cái là 1 5. Không trời ơi. Ra làm xô ra đẩy vô trời. 6
Sao dầu trắng? Đừng hỏi là biết nào vậy á. Dạo. Vậy. Vậy. Không ha là được nhé. Có thịt mà trúng luôn nó chứ hay chứ. Trời ơi trời. Bảy nữa. Bảy nữa mà. Không bi nổi nữa rồi. Tao đang trên đường đi về mà điện cái nhỏ cái chạy xuống ăn khác đi hả nhỏ chị. Quá gần. Đấy nữa nè. Thôi đó, đá nhẹ cái. Ồ, nó đâu có nào trúng thẳng đâu mà tán ngày chắc cái dậu đó đúng không? Anh thằng con nữa rồi đó. Cái đà sức hạt vậy đó nè. Trời ơi, tiếc luôn rồi. Vậy vô gì đó. Đi ba vô đi bộ ơi. Em đi sắp tới em bỏ ra ngoài cấp xe á. Rồi nó điện quá. Ờ điện luôn em mất rồi mở ra mới thấy nè. Thấy mờ mờ rồi đó. Đấy. Ba nữa kìa, quá đội ba rồi. Ba nữa là 7. Hay quá bồ ơi, gian cái cái điều. Trời ơi. Trời ơi. Bồ đẩy ba cơ thì ba mấy điểm đó. Cơ mười mấy chứ cơ 8 7 không. Có hơi chắc là tôi tự tin lắp gian nó nước cái điều. Hay. Để đặt không tài chứ không làm tài đâu. Cơ pin chỉ chấp thì không đi nhà. Ờ. Bố mày hả bồ? Kéo lõi vậy luôn bồ ơi. Gặp ra chứ đầu đó cu lê bộ giống 20 phân đó nhiều 4 nữa bộ 4 4 bao nhiêu mày 4 nó 46 lên chân giờ tướng là vợ chở hả lên chân giờ ta đi dữ lắm đó à mà lúc nào ta đi được đi còn lúc nào ta đi không được ta để đạn là ăn mệt xỉu thua đó chưa có ăn đâu một tôi có nói ăn đâu tôi 46 tôi có ăn đâu nó thấy không trời ơi tôi nói là tôi mê trên chân này dữ lắm mới lên cùng vàng không kỹ dậu sao đâu quá phải về thề luôn trả lời trước nè, trả lời Ngọc nó nếu mà nằm theo lưng em là cái như á đường ăn nó khó lắm em quýnh là không có phái mà ghê ghê vậy quá đẹp đẹp gì lon rồi đẹp gì dạ nữa rồi quá đẹp rồi tôi nắm máy rồi đó vấn đề vàng mặc qua luôn không quá hay đó quá đẹp rồi đó quá gầm luôn rồi đó quá ngay rồi cái là đủ tiền nhưng mà chán rồi kìa nhẹ nữa rồi trời ơi nhẹ im im chút nghe nhẹ quá là cái như tiêu nữa à cái gì ông bảy giờ ông đâu có tiêu anh ơi ông bảy bị ông sáu dập rồi mất tiêu rồi bỏ lên nó bò qua đây lắm giờ đồ chấp ba
theo mấy hồi như vậy không biết ben hay sao quá, theo gì đâu, bạn đi bên đây ta cũng đi chứ không phải người ta không đi. Lẽ bên đây tao đứng không biết ben là sao đánh người chơi mấy ép đứng lên chút anh đứng lên anh đứng cơ lên chút xíu nữa lùa đỏ qua luôn anh. Mấy ơi cá nó ngon lắm, quá ngon. Cơ này cơ hàng chục vừa bụng. Cơ này nhiêu? Cơ này 20. 20 quá. Nó hai chục quá. Sâu lấy trời sâu lấy. Rồi đó luôn. Tài được vô lê. Nói ông bộ đã biết cu lê là mình có ăn lắm rồi đó bộ. Cái đó nãy lấy cu lê. Trái đó nãy cu lê luôn ngon hả? Không, cu lê cho nó gom vô dậu luôn. Nó bộ gì có tiền cắp thì không tiền gì. Dính nè bộ ơi. Dè ăn cái nè bộ. Đó. Lùa này cái cho người ta khỏi đi theo mình coi. Hay quá bồ ơi. Cháu uống gì chứ Diệp ơi, làm cho cục vàng tao đi. Trời ơi Diệp. Ông ta đi tắm mình bữa lại tắm gì đâu anh hai. Ủa cho nói cho bộ không mỏng thiệt là mỏng với bộ ấy bộ. Mấy trái ngon chứ ghê là cái chụp cơ đây quá. Đây à, bà kêu này xin nhắn mời con với thầy. Nó không mời con đi trên ra nước mà nó cho nên không mời con. Mày xa thôi. Đẹp không đẹp quá à. Không đẹp quá à. Nhiều thấy góc nhiều màu lắm. Không mà em nói chịu với mặt này để thấy không. Dạ. Đó. Để nó đẹp cái này nè. À có đèn chụp quá. Có nó có đèn chụp. Đó nhờ kiều chứ không kiều nó tới số với em nữa rồi đó. Con cho số gọi như này đi. Xíu đó là cái như toàn người mua sức nhà mi nữa. Nhờ tôi vái quýnh với mấy người mà liêu này dữ dằn. Anh gửi cho thầy cho dẹp cái em gửi cho xong cho ta đặt phải đó không phải liêu liêu đó. Dạ. Giờ bây giờ đây làm cái gì? Anh ơi, bước lại đi sắp. Đi nhậu. Tội gì nữa không? Đi cái bước nhậu với nhà, anh làm cái gì? Đó, cầu chảnh hay gì? Hả? Ông với ai cứ nhỏ còn làm vậy? Chịt. Thấy cái chụp mông dễ thương. Ý là cái điện thoại thường mà chụp quá mỏng quá. Mà tao thấy màu đỏ với màu vàng nha. Rồi. Rồi. Mời. Thiếu phải quá. Chính tên gì ạ? Ông ở đâu
nghe chỗ dưới đây. Cái đó nó còn là không có tính nhẹ nha. Hai. Cái này mình muốn ông đi mắt lên nhà trai đấy cho con. Nhiều ai? Vốn. Điểm lên coi bà. Alo. Thảo em ở chỗ bên con anh Tư Tăng này chơi xin chứ không gọi đặng không muốn tập tức ra. À, gọi gọi thấy là cái mạng này. Sao? Giờ nó nhào đó vậy? Nhận giờ tiền có làm gì phải không? Nãy hoài thấy bỏ ra. Nãy giờ chậm chứ. Trời ơi. Chứ này nó không làm sao? Có luôn. Nó làm được trong đây luôn. Giờ tiền có nhiều ai? Quậy. Điểm lớn lên đi, gõ chúng đi cho cả nhà ta nghe. Cái này nó giật chứ không phải nó luôn. Mày nghĩ đi, 50 mấy mà với 20 mấy mà mày nghĩ tao rung là rung làm sao? Cái này tao là 8 triệu nè. Cái này cho công ty cũng cái nhà của cô Hoàng á. Cái đó không đó. Đến ra rồi. Chín. Rồi chín nó 45. Lấy mép cái đó nữa là ngon nữa. Cái này phải làm gì? Cú lê hả? Thôi cú lê. Trời ơi. Quýnh đâu vậy mà nó dư em luôn trời. Ủa quá. Đó gì mà đó. Chặn trắng lại, chặn trắng lại. Gì đây? Hiểu. Bà bám rồi nhé. Hai đó là nhiêu rồi? 47 hả phải không? Đi nghe bồ. Cái bồ quýnh nhẹ quá mà bồ. Bồ quýnh mạnh nó mới lướt sắn nữa. Trời ơi bạn. Trời ơi Trưng ơi làm cơ không lẽ mày tài thiên cái gì mà làm một hoài á chứ. Một sân mỏng rồi phải sân mỏng rồi bồ. Cắt vô. Ê hở ra bồ ơi hở ra bồ. Ừ. Một. Hai. Hai. Hở ra chút bồ. Ừ.
quá gom bà ơi. Ôi đau lòng tôi trời, hai bồ. Bánh nặng tay cho dàn về, bánh vừa tay giữa bàn. Mặt đỏ luôn. Đâu mở sụp dậu luôn trời. Dám tứ không? Tứ đi. Thằng tứ thì bánh hai băng cũng được. Ờ, bánh hai lậu hai đường chấm được. Tứ đi hai đường chấm. Có bồn ừ. Mình mới để ta vô gà ta để lại mình cái bồn. Em quay lại cái đó này quạt cơ. Cắt cái băng ngang. Băng ngang được. Dùng đi có. Bồn kìa, bên bồn người ta kêu kìa đó. Đứng cách này cũng có sao đâu. Lấy bi làm hai ly trà đờ đi. Xong già cho tiền. Hay quá bồ ơi. Đó, mình lấy con lộ lại đây đây. Trời ơi, hay quá. Gom nữa đó nghe điều. Cái gì mà trong clip nhiều phút một chút. Vô đây. Bố. Ô ta mình hạ chỗ ta kỳ mạnh được quá. 4 điểm bồ ơi. Bắt đi nhà tôi rồi. Dạ. Anh ấy quá ấy. Rồi cái đó anh phải bốn mạnh chứ anh phải nhẹ anh. Vậy để đầu bốn mạnh chút à. Để đầu không có đồng lực. Cơ mình cơ mạnh cứ quánh mạnh đi. Đừng có lao gao lao gao. Quánh nó đỏ bặt về kìa. Kéo qua luôn hả? Trời ơi, quánh trúng không biết trúng không nữa mà đỏ băng về băng vọng nữa. Quánh đường hai băng dậu này về cho đỏ bắt băng dậu chạy đây. Đó nhìn ta cho mập nè. Đó thấy không? Đúng vậy anh ơi. Thấy chưa? Thấy cơ chưa? Trời ơi. Rồi gà cái coi. Thì nó không có lòn đó chứ mà sao em kéo mấy cho em mà sao cơ này nó bọc bọc cái gì á. Cho chụp cái không? Rồi được. Cái 50 ăn qua khi đó rồi quá. Bạn gì 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 đẩy dữ tao rồi. Nấu khuôn luôn đó bầu ơi. Hầu bánh nhóc đỏ dặn, nhóc dặn thì gắn đạn. Ba băng trứng gom cạnh dây đạn. Cái này đạn có gì đó. Về hết nha, hỏi cái chắn về hết. Đúng rồi, quánh thiếu gì đó thì đạn. Để cơ đó đây kìa, gây quấn ra đó đây kìa. Một nó bấm chín. Giờ nó bấm méo hai dậu về chúng cơ. Đỏ nó chạy về. Đỏ nó bật băng này chạy về. Hay đỏ mạnh về cái đó. Hôm tới cũng phải đưa về. Mập. Chúng đó cũng không điểm. Thank you.
Đúng là cơ kéo. Đó. Chân này nó bò tôi rồi. Hai đã 51. 57 hả? Ai ở đâu là ai 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 đó ma. Hỏi không, ba nào. Qua clip lại ờ. Ừ. Ừ. Ừ, coi sao. Ok. Rồi, chưa. Không đi đó em, không đi kìa, vô đây là trúng liền nha. Nãy nè, mình đi vô đây là lụm liền. Vô đây là lụm liền nè. Tao nóng máy mày ơi. Tao thấy mấy đường kia là thấy quá hệt. Mà băng bi đường nào chặt, băng bi nặng ta gom. Sừng mỏng rồi vậy trời. Quá gom. Ba cái sừng mỏng. Ba cái sườn mỏng. Đây không? Đây. Tiếp vào đường số nào. Vô từ từ. Không có lắp đặt cái gọi. Số đầu thôi à, có một tay. Ba cái sườn mỏng. Đây là một cái gì. Ừ. Ba cái sườn mỏng to. Ba cái sườn mỏng. Nè 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 Quỳnh nè. Ba té đi. Hai. Ba. Ba nữa 60. Ô cầm nó liêu liêu cái vụ cơ mẹ ơi. Ê, quá dữ rồi. Đá gì mà đá rồi chứ không đá. Đá là chặt hả? Đầu Phật ơi. Đấu không ngang gom luôn bà ơi. Cúp bay, cúp bay, hồi lụa bị. Không đá thì không chứ. 25 điểm rồi. Ừ vậy đó bồ. Vậy đó được. Chị vừa tay gom á. Còn ba băng được mà, ba băng khôn luôn đó. Nãy vàng gì luôn. Quá gom. Cho em qua tôi làm dấu ở đây, làm dấu ở đây. Gì nữa đây, đâu băng nữa hả? Trời quá đẹp. Được trái ba băng nữa không? Hả ra đỏ. Được. Ừ. Này được trái ba băng đó. Quá đẹp. Quá đẹp gì té. Quá gom luôn. Sổ vàng lùa bi lại nè, dám sổ không? À? Quánh đỏ đi chúng rồi. Vậy, tại vì đừng có thả thì queo đi em. Còn, còn không đánh đỏ, đánh dày dày chút xíu. Quốc vàng ra cờ bọc. Vàng trào lên vừa gà nữa. Nói ra này á, chứ không có anh quýnh là nói chi trời. Bắt chữ bi nè. Đụng cái đỏ không đó nè. Dính tay quá. Ê, thấy như mà mời đó à, về luôn một nó liên ngang cái ai hết chứ, mười nó là đều đó hả, mình còn có 20 cũng nhanh thôi, điều mình dễ quýnh. Quá đẹp, đúng rồi bồi. Còn 20 cũng chắc hơn đi. Đó là quýnh đồng với ta đó chứ. Đúng, mình mạnh tay vậy đó. Đá lại không? Ừ, thôi đá đi bồ. 11 đó. Còn 62. Ăn mi bồ ơi. Thận chạy về luôn. Thận chạy về luôn. Thả cái miếng vàng. Làm hai trái, bây giờ hai trái tiền.
giờ bị thuốc, bây giờ hai trái xuyền luôn không biết. Ây à. Đâu có hay gì cả. Bà ơi, chúng kiểu gì mà thấy không mê đó nha. Đừng danh sách giúp đây. Ừ. Bốn. Ủa cô đây sao vậy? Chạy trái chị không? Chạy trái cưng chân. Đi về cô chút ơi. Bốn nữa. Bốn nữa 66. Về không? Đang sắp đi đi nhà. Đúng cái bì đó mà xui ngay rồi mà. Chuyện đó của tôi sao ông hỏi gì luôn hoài ông Ngọc? Ngọc. Chuyện đó của tôi. Không bây giờ hả? Này. Sao ông nói chuyện gì mà ngộ quá. Hai. Một. Rồi ông Tài ghét hả ba? Thiếu dữ rồi trời. Ô. Hai nữa, sắc vào. Ừ. Ô kéo đâu mà sợ lộn hả chứ. Quá đẹp. Nó bộ. Hay quá Điều ơi. Đồ gà nữa bỏ đó bồ. Giòn rồi bồ ơi. Bộ trái ngon chứ, sao bộ uống gì vậy ta? Một điểm. Một rồi sao mà? Da để ác ác. Da quấn lỏng ghê kìa. Bộ mốt quấn mạnh chạy đâu chạy uống gì vậy? Lẽ ngày nữa thôi dữ gì? Thời đó dịch lại ba đó luôn ba một chín lấy thuốc ra một dạ không ta cái đó dở thì chào với nó cu lê ba bốn
5. Quá gồm. Sáu. Nói ra một. Này cái quánh quá quánh rồi. Giúp hạt trên tại thì hạt anh em cho hạt lắm rồi. Độ nào mà nha. 7. Đá luôn. Đá lại bộ. Đá không nè. Ừ, 7. Dạ khôn khôn không gì đào. Tám Trần Mỏng nấu mười. Trần Mỏng hả? Vũ hả? Trần Mỏng vũ hả? Gà nó kêu Huy dậy sao không gà. Tám rồi Trần Mỏng. Tá cái, trời ơi không tá rồi. Ôi trời đâu mà móng dữ vậy trời. Còn 9. Còn 31. Tính quýnh nhẹ đó luôn xuống đó luôn đâu rồi. Móng trắng tục luôn. Đó người ta xong rồi đó thấy không. Đẹp quá bầu ơi. Tát cái vàng. Rồi. Được chưa? Được. Ôi cu lê nhẹ xuống hốt hoài ai ngờ tính quýnh đó luôn luôn hả lắm. Đó. Chị được rồi. Wow. Ừ, giật lại ngay chắc luôn đó coi. Ừ. Mẹ ơi, vậy đi cái không có quá thôi, tao quýnh ra lạng ở trên đây đi, không chịu. Hả? Anh sợ anh không lo, anh nhắm cho đường trên đây. Giật mà. Ừ, vậy đi bộ. Mà sao mà trái chạy vậy đó. Ê, còn có 8 điểm đó nghe Ngọc. Không lẽ mình giết. Không lẽ mình giết. Đó, thấy không, tôi phái mấy cái cơ con này dữ lắm. Đó. Đó, có 70. Bây giờ này vẫn chỉ ở dở, cọp tới. Chui rồi. Đúng không? Không. Ồ thấy cái lỗ đó mình thả xuống đó nó lòn cũng hiếm lắm bạn nữa lòn. Thiếu rồi à bầu. Ừ. Bầu đẩy cơn 20 mà tôi đẩy cơn mười đủ luôn đó bầu. Cái như mình đủ tiền nó tờ. Quánh vàng á, quánh vàng mới gom quánh đỏ là chạy bi. Cho vàng gì là gom bật vòng vòng ở đây nè. Quánh hai nút trở lại thôi. Đúng ra cái gì luôn vậy cái gì luôn. Trời Phật ơi, trời Phật ơi. Trời ơi, đã rồi đó, trời Phật ơi rồi. Thôi đời vậy cha. Rồi đó bồ ơi. Hai bồ. Quá nhẹ mà. Ông cho nặng tay như nó cũng chạy vòng vòng đó. Đem một lần. Mày mua trắng trắng gì đó gì dữ hơn nha. Ôi bồ ơi gian cái nha bồ. Gian ơi gian kẹo. Yeah. Trời ơi tôi phái mấy bồ mà nhẹ nhẹ này sao tôi mê quá. Không thấy ba. Quá dở rồi, chảy rồi. Dạ.
một. Quá hay, dành tới cái đúng vậy. Trời ơi, mình quýnh đường gom bồ ơi. Luôn. Một. Đó, đường Ngọc đâu có đường nào đâu. Hai. Bánh gom tự nhiên luôn ta. Sát chưa đỏ. Vậy. Cho thiếu đồ chơi. Ủa thiếu rồi. Đá cái đỏ. Ôi uổng trời. Hai bộ. 274. Gắn ngồi lửa cho tôi rồi. Quá giả. Đó, là dư lại rồi. Đó. Có lý lại, dạng về luôn. Nặng tay chút xíu rồi. Nặng nè. À. Nặng đó. Có lý, có lý. Có lý gì thế này, làm gì có lý. Đèn trái nữa hết rồi. Đúng, 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 đúng. Thật sự hay quá. À. Dạng qua nữa đó bầu ơi. Ba phải không? Bốn phải nhẹ. Em khói nó luôn cho đừng thấy đường thấy bọng gì cho nó. À, vô dậu luôn. Vô. Cúp bê đỏ cũng trúng nè. Tu lai chạy bi hả? Cho đó nữa cho trúng nữa là hết đáp nè. Đừng có cái đó đâu mà muốn nhẹ quá anh ơi. Không được bơi trúng cơ. Giật cơ kịp không đó nha. À, dàn về, dàn về, dàn về, chưa ăn đâu nghe. Đừng có đá. Ờ, đá mép gì cũng được nè. Đá mép vậy nó mới ngay. Ngay ít cái gì. Đi này lùi vô dậu nữa rồi. Bánh theo vô dậu cho Ken luôn bồ ơi. Quá nặng tay rồi. Mấy ai? 8 à. 8 rồi hả? 8 nữa là 80 hả? Đúng rồi, đúng rồi. 81 hả? Có làm gì là dặn xe rồi vậy. Dọn lại hết này bộ anh. Này bên mới được chứ không bên là không có cửa rồi đâu. Coi có quên không? Thì tình ta, cái bi này. Ê à, ánh sáng không có hữu tài à. Ừ, bữa. Chỉnh cho đỏ không để cái bắt. Bữa. Quẹt qua coi. Bữa. Quá đẹp, đá đỏ cái là đủ tiền. Đá đỏ cái điếc luôn á chứ đủ tiền. Kêu đá là phải đá. Hết đường, bằng miệng, quá không bằng. Giật lại cho mình anh hai ơi. Nói ông đó nói giật lại cho mình anh hai ơi. Chính nữa. Mời nó là 83. Còn 17. 6. Đó, còn 6 điểm. Cái đó cúp bê á. Cúp bê lùi vô dậu luôn. Ừ, còn bỏ. Đá cái đều. Khỏi đá của mình. Rồi gì đây? Đủ tiền đó bà. Cái đó cúp bê cái dạng nó mặc cái đây chúng nhát cái gì gầm. Quá khéo. Đủ tiền. Cho băng bồn. Cơ 17 nãy tôi có mà không tao nãy đi công chứng. Có chàng đó bồ ơi, thầy có dạy. Mà gom luôn đó bồ ơi, chúng lại. Qua cái cài. Chúng lại. Móc like nó lên luôn hai. Dài gì đó. Lòn hả bồ? Bồ. Ba nó 77. Bà tiếp. Thì mới vậy quýnh vậy đúng rồi. Lòn thì mình chịu thôi. Ba cái này người ta không trúng nữa nè. Cao. Cao lắm. Xui vì rõ ràng mày. Thiệt tình. Ủa nha chơi nó ủng quá ủng à. Mấy cơ nó bên. Mấy cơ. Đâu có đường đấu. Hai. Không, đã nói rồi. Đó. Làm gì đó làm đi.
Về đâu á? Có phải sẵn rồi. Về đâu á? Đã hỏi về đâu á? Về đâu á? Hay đó, ai nói 85. Quá thừa bị. Là chống rồi còn. Quá nóng máy hả? Quá nóng máy rồi. Thiếu bây giờ này sổ thiếu. Trời ơi một bộ. Sổ là dạng gì luôn đó bà ơi. Quánh đâu gần 20 năm nay rồi biết. Mấy chục. Trời ơi chẳng dạ qua là tôi nói với bộ tôi qua mặt cái đây đó, ăn không đừng có đá lắm gì đâu á đá thôi à ờ đi đây chú có cà đủ không quá đủ đủ chú thì không tin tưởng hứa không hứa không hứa không mà bây giờ tôi nói với bộ á bên bộ đội tôi muốn ai đủ thì đủ cái đó là quyền của tôi cái chuyện đó là chuyện của tôi thả về rồi về rồi già dở thầy vẫn mẹ lâu lâu chú tài về tài về tài về tài về tài về tài về lúc nào quá mà hộ mất vui á. Đây nằm trong đây nè, chúng như chưa. Còn bắt tay chú Ngọc thôi, chú Ngọc nhiều chứ phải nha. Hai. Đi lên quá đi lên này rồi đấy. Rồi sếp bây giờ này chú Tài với cô chú Thắng ở nhà. Giải thưởng là 5 kg gạo với thùng mì nữa nha. Tiếp đó mình ra 6 giờ chiều hoặc 7 giờ chiều. Mình đi tặng những mà hoàn cảnh nghèo những hoàn cảnh khó khăn cả nhà. Thôi bây giờ cho tem phát TV mình kết thúc clip tại đây nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà lúc sau. Bye bye.